Nếu bạn đã bỏ lỡ mua Bitcoin ở giá 20.000, 30.000, 45.000 hay even là 50.000, Bitcoin hiện tại 70.000 nhưng bạn chưa sở hữu Bitcoin và không biết bắt đầu từ đâu, Mỹ đã phê duyệt Bitcoin ETF mà bạn không biết mua Bitcoin như thế nào và bạn đang sợ bị bỏ lỡ cơ hội, hay là bạn đã đầu tư vào Bitcoin mua ở những giá rất cao và hiện tại vẫn đang lỗ, thì đây chính là cơ hội cuối cùng cho năm 2024 của bạn trước khi Bitcoin vượt qua 100.000 vào năm 2025. Bạn đang muốn sở hữu được Bitcoin, làm sao biết cách nào để mua và bán Bitcoin, làm sao để chúng ta biết thời điểm mua Bitcoin hợp lý, thời điểm chúng ta chốt lời hợp lý? Mobile Finance chính thức ra mắt bí quyết siêu cấp nhưng 10 account độc quyền vào 2024 này. Trong bí quyết siêu cấp nhưng 10 account 2024 này, các anh chị sẽ được những gì? Thứ nhất, đó chính là được đội ngũ tư vấn hỗ trợ viên cầm tay chỉ việc nếu chúng ta không rành tiếng Anh, nếu chúng ta khá là lớn tuổi và không rành về máy tính, không biết cách thao tác vô ra lệnh. Đừng lo, đội ngũ ở Mobile Finance sẽ hướng dẫn quý anh chị và các bạn một cách rất tận tình, từng ly từng tí một cho đến khi các anh chị hiểu và nắm bắt được vấn đề. Thứ hai là đội ngũ Pro Trader cho quý anh chị có những danh mục đầu tư từ an toàn tới rủi ro tùy vào khẩu vị đầu tư của mỗi người, và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong vòng 1 năm trời để giúp cho quý anh chị chúng ta từ người chưa biết gì đến khi chúng ta có thể trade và kiếm được tiền nhưng 10 account trong thị trường crypto này. Các anh chị còn chờ gì nữa? Đây chính là cơ hội cuối cùng trong năm 2024 trước khi mà chúng ta bước qua 2025 và thị trường lúc đó có thể là Bitcoin lên 150.000, lên 200.000 hoặc giống như Robert Kiyosaki đã tiên đoán là lên 350.000. Mức giá nào dù là trên 100.000 thì hiện tại nếu chúng ta không đầu tư vào crypto thì chúng ta chính là người bị bỏ lại và chúng ta sẽ mất cơ hội kiếm khá nhiều tiền từ thị trường crypto. Gọi ngay vào số hotline là 866-212-3389 hoặc là truy cập website mobilefinance.com. Hẹn gặp mọi người sớm để một chia sẻ giúp quý anh chị bí quyết siêu cấp nhưng 10 account trong năm 2024 này nhé. See ya. Đăng ký này số lượng có hạn.